tức nè bà Hằng, tôi nói cho chị nghe nè, chị lớn rồi, chị là doanh nhân, nghe chị ở tù một lần là chị không tẩn hả, chị vô trong tù có mình chị à, không có ai mà đỡ chị hết trơn, trời giờ chị ra chị doanh nhân, chị giàu có rồi thôi, chị hưởng thụ đi, lo cho chồng cho con, có đâu mà lên mạng quà bô quà bô quà bô. Chính miệng bà nói là bà quật ông quốc thầy Minh Tệ không trật một phát nào, bây giờ bà cháu chở, bà có cháu chở đi nữa người ta cũng hiểu, cộng đồng mạng người ta khôn chứ tôi tầng ngu cũng như bà nghĩ đâu. À, nếu bà biết Đức Xong không phạm Đức Giếng thì bà kêu tên ông thầy Minh Tệ ra chi, bà nhắm vào đích của ổng rồi bây giờ là bà thấy cái cộng đồng mạng là người ta lên nhiều quá, người ta bên ông Minh Tệ nhiều quá rồi bây giờ bà quýu rồi phải không, bà sợ rồi bây giờ bà cháu chở hả, bà cháu chở thì kệ của bà chứ ở đây người ta hiểu hết trơn trời á. Bà lương lẹo quá đi già rồi nghe chưa, để cái miệng vừa vừa phải thôi, để Đức lại cho con cái nó nhờ, chứ đàn bà quá trời đất luôn à, doanh nhân gì mà ăn nói thô tục, đụng ỷ lại có tiền rồi muốn ai nói muốn mặc ai mặc hả, giờ vừa phải thôi nghe bà. Bà lớn rồi nghe chưa, bà ở tù về rồi thôi, người ta lo cho chồng cho con cái im ấm hưởng thụ tiền bạc giàu có dư giả quá. Còn bà nói vấn đề học sòn, tôi nghèo lắm, tôi không học sòn một chó gì trơn á, vàng cũng không có, nhưng mà theo như tôi biết á, bà mua học sòn bà phải có giấy kiểm định đàng hoàng, bà mua ở đâu bán đó, hoặc là bà nếu bà có tấm lòng mà bà muốn bán cái của bà để bà từ thiện cho ở miền Bắc. Là vấn đề đuổi thiên tai vừa qua thì cần gì bà phải rêu lên nó 10 tỷ, nó 1.000 tỷ lận chứ đâu phải 1.000 đồng, thì bà cứ đấu giá vô trong nhà nước đi, rồi tự nhà nước là người ta xử lý ra, người ta hô lên thì thiếu trai gì, những cái doanh nhân nó hợp pháp hợp lệ đàng hoàng thì người ta mua. Còn bà đứng trên sân khấu bà mua đi, bà làm cũng như báo rau báo cải vậy, bà giỡn hoài, bà làm như cái cộng đồng mạng này ha, không ai biết sàn sòn hết trơn, là chỉ có mình bà biết à, bà khè người ta nghe. Nếu bà muốn từ thiện không cần phải phô trương, cứ làm thinh đi, bà cứ đưa cái viên kim cương của bà vô trong Mạnh Thường Quân mà Mặt Trận Tổ Quốc, là người ta sẽ đưa lên, người ta sẽ đấu giá lên, rồi người ta sẽ nói cái tên của vợ chồng bà ra liền, là bà có danh tiếng. Cần gì cái hồng tròn 1.000 tỷ chứ đâu có phải là 1.000 đồng mà bà đưa ra mua đi á, rồi tôi sẽ hiến gì cho Mặt Trận Tổ Quốc, bà khè người ta hả, bà khè những người ta không biết, người ta mê muội bà quá đi, người ta ngu muội bà, thành ra người ta vậy thôi. Còn những người mà người ta tỉnh táo, người ta hiểu hết trơn rồi, biết hết trơn rồi, nhưng mà việc của bà mà làm vừa làm người ta không thèm nói tới. Bà tưởng cái cộng đồng mạng người ta ngu hả, không có cửa đâu bà, tôi cho bà biết như vậy. Bà già rồi nghe chưa, doanh nhân nhà giàu có gì mà ăn nói thô lỗ, đụng mai chữ đấy bẫy lại bà thấy cái fan của bà đông quá là bà cũng làm hả, thì bà ta coi bà cũng như con chó ghẻ, ta cười bà đó, ta cười trong đầu của bà nổi cái nước á, mà nghe cái clip của bà mà ngoại tình với ông Yên á, là người ta đã cười trong đầu của bà rồi, cười vợ chồng của bà rồi, chứ đừng có nói chi bà biết xấu hổ hả, gặp như người ta chui xuống đất ta trốn chứ ở đâu mà anh mà đưa cái mặt lên trời như vậy, trời đất ơi, trời đất ơi, đi khè người ta có hột sòn thì muốn mà đi làm tờ từ thiện thì cứ đưa cho trong Mặt Trận Tổ Quốc đi, rồi tự nhà nước á là người ta mở ra cái cuộc đấu giá, thì thiếu trai gì nhân dân giàu, thiếu trai gì cái dân đại gia thì người ta giải vô giấy tờ đưa ra hợp lệ thì ta mua, thì cái tiền đó thì Mặt Trận Tổ Quốc người ta chi ra cho bà con người ta dùng lũ, thì cái danh tiếng của bà nó còn gấp ngàn lần, bà đứng ở tại Đại Nam hay bà la nữa, bà khè chỉ có cái nhóm theo bà thôi, chứ còn ta hiểu trơn trọi à nha. Còn vấn đề ông thầy Minh Tệ, tôi nói cho biết nè, bà nhắm ngay thẳng ông thầy Minh Tệ bà mới dám nói một câu một phát không trật một phút nào. Rồi bây giờ bà cháu chở hả, nếu bà biết ổng tu á, cái chuyện của ổng tu về đức hạnh bà, cái chuyện của bà thì không bao giờ bà buông lời ra, bà cứ tin của ổng, bà trớ trảo bà sợ rồi phải không. Bà thấy ông thầy Minh Tệ là bà con hả là người ta ủng hộ quá, rồi bắt đầu bà muốn làm để cho rồi kéo qua không có cửa đâu, nghe chưa, người ta biết hết trơn hết trời, chỉ một số mê muội của bà thôi, chứ còn một số không có đâu. Bà chỉ có 30 thôi, còn 70 là bên ông thầy Minh Tệ, cho bà biết như vậy đó, mà hầu như 100% luôn đó, chứ đừng có nói chuyện, thành ra bà chỉ cần hới ra một cái thôi hay là người ta biết liền, không phải là người ta sùng sồng đâu, nghe chưa. Nhưng mà tại vì bà đó, nhưng mà tại vì bà nghe, bà đụng tới ông thầy Minh Tệ, bà réo tên là tất nhiên là sắp tới đây bà sẽ hạ bệ ông thầy Minh Tệ, thành thử ra dân là người ta hiểu được ý của bà, thành ra là người ta mới đứng lên, đừng người ta nói. Mà tôi rất tiếc có một cái là dân của mình quá dội đi, gặp tôi đừng nói liền, để im đi cho 20 tháng 10 này nè, để coi bà nói ra như thế nào, đập cho bà một phát một. Rất tiếc có một cái là dân nói chung cũng hơi sót ruột, bà đụng tới ông thầy Minh Tệ một cái là cho người ta thoát ruột là người ta nói ra, bà cho là người ta sùng sồn, ai sùng sồn hả, nhờ cái sùng sồn như vậy á thành ra bà mới chớ cháu chở được á, chứ nếu nó không sùng sồn sớm là bà chết bà rồi chứ ở đó, bà nói tôi cho bà biết như vậy đó.
bà đó, ở tù về rồi bà cũng không biết xấu hổ, cũng không biết là mà tu tâm dưỡng tánh để lo cho chồng cho con, sùng 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 lên ngày nào cũng lên hết trơn, làm cho rối loạn cả đồng bạn hết trơn. Rồi tôi cầu xin cho chính quyền ha, để bà điều tra ra bắt bà vô một lần thứ hai đi, để cho cái bằng ha im trần lại nước. Mới về cái mấy ngày bà gì mà quậy đục đục trời thấy nước quá trời quá đất luôn à, trời ơi trời, cái gì cũng mưa gì hết trơn hết trọi. Mình đi lỡ rồi mình đi hơi rào quá xa, vì bà ở tù 3 năm cũng gì á mà cái fan của bà đó nghe hô hè bà quá, tung hô bà quá, bà phái chí bà lên, thành ra bà đi quá đà, đâm ra bà vô T30 luôn, bà bỏ chồng bỏ con bỏ cái bà luôn, vậy mà cũng còn không biết suy nghĩ hết, không biết tởn nữa. Rồi bây giờ về hay cũng muốn động trời phấy nước nữa, quá trời bà luôn à, chưa có thấy một người nào mà như bà trên thế gian này. Tôi nói thiệt với bà luôn, thiếu gì về dân dân mà người ta cũng dân đầm thấm, người ta đàng hoàng, người ta đầm thấm, người ta từ thiện ở đâu đó đàng hoàng, không bao giờ là người ta kể. Nhưng mà dân chúng hết 1-7 triệu dân cũng vẫn mà biết là cái bà đó ABC để mà giúp đỡ cho bà con. Bà có cái gì đâu hả, bà được cái gì, cũng có một chút đỉnh đó thôi, mà la sùm gì đất hết trơn hết rồi. Tôi nghèo lắm, tôi không giúp ai hết trơn á, nhưng mà tôi thấy bà ăn nói hơi trái chiều quá đó, thành ra là tôi phản biện lại chứ không gì trơn. Trời, mình là người mình làm ăn được, dư giả ông bà cho mình có được là tiền bạc dồi dào khá giả giúp đỡ cho người ta, điều đó là ok, cảm ơn bà. Nhưng mà bà cũng phải tầm tỉnh lại, bà làm cái gì đâu mà bà giúp người ta, rồi bà cũng đề mặt người ta, bà cũng chứ ai mà chỉ bà cũng làm gì mà làm á, cái chuyện đó là không được rồi, nghe chưa. Trời đất ơi, ở tù một lần rồi mà 3-3 năm trời rồi cũng còn chưa tỉnh nữa, gặp như người ta tỉnh thấy nè, tôi nghĩ sao, tại sao mình ngu vậy, mình la làng sùm, tại sao mình vô tù của mình à, còn cộng đồng bạn người ta ở ngoài ta vẫn nhơ, ta vẫn có chồng có con, người ta đi ăn uống thoải mái, mình phải vô tù của mình là sao? Cái đó không á là bà cũng đã hiểu rồi, tại sao bà không hiểu, bà tưởng là bà la làng vậy bà ngon lắm hả, cửa đâu